Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình có hẹn với bác sĩ lúc 9 giờ mấy mọi người. Thì sáng mình đi mà mình lật đật mình quên quay phim cho các bạn xem. Mà sau khi đi khám thai xong thì mình đi ra thì họ có tặng cho mình một cái bộ như thế này nè mọi người. Một cái bộ dành cho em bé hay gì á, hay là cách nuôi dạy hay sao á, không biết nữa. Đây nè, đây nè. Đó, cái xong cái họ tặng cho mình, chắc là cái này là hướng dẫn những gì tốt cho bà bầu cái sau á, để về nghiên cứu đọc coi như thế nào đó nè. Rồi trong này nó có tặng một cái hộp nữa đây nè. Khi mà khám bác sĩ xong cái lần đầu tiên nè, cái nó tặng cái hộp này để lát về khui xem để trong này là cái gì nha các bạn nha. Rồi cho các bạn xem nè, đây là hồ sơ của mình. Và khi ngày hôm qua thì mình kia thì mình có bị ra máu một chút xíu, do là bị mình dị ứng á, cái mình hát xì nhiều quá cái nó bị động thai thì nó hở cái góc bên tay trái ngực mình nè, ở phía dưới á, cái góc bên tay trái nó hở ra một chút xíu. Thì bác sĩ nói á, là nó bị cái túi nhau ở ngoài, ở trong, rồi cái tử cung là ở ngoài, thì hai cái đó là đáng ra nó phải hít với nhau thì nó bị hở cái góc đó một chút xíu, cho nên nó mới ra máu một tí vậy thôi. Nhưng mà hiện tại giờ là ok, nó mọi thứ ổn rồi mọi người nha. Trời, hôm qua là kiểu là hết hồn hết vía luôn á, phải chạy ra tới cái emergency, vô trong đó emergency, xong cái họ vô cái nước biển cho mình, vô nước biển cho mình một túi nước biển gì đó, xong rồi họ xét nghiệm, họ làm đủ trò hết trơn, xong cái họ cho mình về. Thì ngày hôm nay là có hồ sơ này đem đi chung với bác sĩ nè, để đưa cho bác sĩ coi là do lần hôm qua mình bị cái gì đó. Thì hôm nay bác sĩ coi, thì bác sĩ khám thì bác sĩ nói là em bé ok. Thì hôm qua có cái đĩa này, mình tưởng ở trong cái đĩa này là có hình, nhưng mà thật sự không có. Thì họ phát hiện họ giống như là họ nói họ siêu âm thì họ thấy được là một túi thai 7 tuần rồi. Em bé nó có tim thai rồi mọi người. Đây nè hình của bé nè mọi người. Đây nè, các bạn thấy không, cái góc bé xíu xíu ngay đây nè đó, góc bé xíu xíu thôi mà có tim thai nhảy, tim thai nhảy rất là mạnh khỏe luôn cô chú nha. Nhảy đây nè, cái tim thai nè, tim thai này nhảy nè rất là đều và lớn. Có lúc thì bùm 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 bùm, cái hồi hơi nhỏ chút, cái bùm 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 nghe vậy đó. Đó thì cái hình này chụp cho mình về mình xem. Đó, bác sĩ nói thì trong thời gian này là dưỡng thai, là do mình bị động thai như vậy đó, thì phải về nhà dưỡng, là uống nước nhiều vô rồi nằm nghỉ ngơi dưỡng thai đó. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi check cái xe, dán cái gọi là cái gì đó, cái gì mà ở trên xe mà mình chạy có cái kiểm tra đó mọi người đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đó cho họ kiểm tra xe của mình, để họ đổi cái giấy trên xe của mình, rồi bắt đầu mình mới đi về. Đó, hồi sáng á, mấy bữa nay là uống cà phê cảm thấy không có ngon, mua cái ly nước này uống thì thấy chua chua, cái miệng uống nó chua chua, cái nó cảm giác nó đỡ hơn. Mà mấy hôm nay mình cũng bị ngán nữa mọi người, ngán kiểu là sáng ngủ dậy cái nó bị nhợn nhợn ói á, mà nó không có muốn ói, nó không có ói được, nhưng mà nó muốn ói thôi, nó kiểu nó nhợn khó chịu thôi. Cho nên mua mấy cái nước chua chua này uống, mua nước chua chua này uống để cho nó đỡ cái lạc miệng đó mọi người. Ok, let's go nha. Qua mà bị như vậy cái xong cái mấy bà chị trên tiệm á sợ mọi người, không có cho mình ngồi ở đó chơi một phút nào, chân đuổi mình đi liền luôn á, kêu mình là phải đi liền đi lên trên cái chỗ mà emergency liền, để cho bác sĩ khám, tại vì có bầu mà có ra máu là không có tốt. Cho nên lúc đó là chở mình lên emergency, xong rồi cái là vô nước biển làm đủ trò hết tới chiều mới về được luôn á, là nguyên ngày đó làm. Xong rồi về tới thì có khách đông quá, mình thấy vậy mình cũng phụ thêm được hai con nữa thì mình mới nghỉ. Thì bây giờ chắc nay mai vậy đi làm, chắc hạn chế là bóp chân spa đó, thì bóp chắc cũng bóp nhẹ nhẹ quơ quơ thôi, chứ cũng không dám bóp nhiều, dùng sức bóp quá đó
chiều cái đì nó đau. Bởi làm trên spa sẽ búng này cũng sợ, mà bây giờ kêu ở nhà nghỉ ngơi thì không nghỉ ngơi được, phải đi cày để kiếm tiền chuẩn bị đẻ, chứ còn ở nhà nghỉ ngơi thì mới mất tiền đâu mà đẻ. Thì họ dự đoán là em bé có thể là ngày 27 tây tháng 9 thì em bé có thể là dự sanh đó, ngày dự sanh của họ cũng đón là ngày 27 tây. À, năm nay là năm nguyên con mèo luôn đó mọi người, nguyên con mèo luôn. Là con mèo nhỏ, nhà là có hai con mèo lớn và một con mèo nhỏ. Chà, hai con mèo này mốt về cãi lộn với mình đã luôn nha. Tại thực sự á, cái tuổi của mình không có hợp với tuổi mèo đâu mọi người. Tuổi mình mà sáp lại với mèo là gây dữ lắm, gây dữ lắm, gây luôn á. Anh hai mình ở nhà á là cũng là tuổi con mèo đó, là mình ghét nó luôn á. Nó mà chỉ cần nhìn thấy mặt nó thôi là ghét à, kiểu vậy đó. Không thích nói chuyện. Rồi chồng mình cũng vậy đó, chồng mình cũng tuổi mèo luôn đó. Bây giờ đẻ con mèo nữa nè, thêm một con mèo nữa, mà con mèo này là nguyên con mèo luôn nha mọi người, không có lọt qua đâu hết trơn á, nguyên con luôn á, đầu năm luôn á. Bây giờ mình sẽ đi vô Lee Sandwich mình mua bánh mì về mình ăn nha mọi người. Lee Sandwich nó họ có làm một cái loại trà Thái mà ly sẵn như thế này nè, chai sẵn như thế này mình uống cà phê Lee Sandwich uống cũng ngon lắm nha các bạn, kiểu chuẩn Việt Nam luôn á. Nè, cà phê sữa đá nè ha. Đó, ai mà thích cái hương vị Việt Nam thì mua đây nè, ba chỉ nước ép dừa. Ô có Dr. Thanh nữa nè, có Dr. Thanh nữa nè, ô long nè, wow, xịt tinh dâu nè, wow, xịt tinh dâu 3 đồng một lon. Hấp dẫn. Ô bánh in hôm qua đang thèm bánh in này nè, để mua hộp bánh in này ăn. Hôm qua tự nhiên cái ngồi thèm nhớ tới cái bánh này á. Lúc ở Việt Nam mình không có thích ăn cái bánh in trắng không, mà mình thích ăn bánh in mà nó có nhân đậu xanh với nhân sầu riêng ở trong này nè. À, mì trứng nè, trời ơi nhạt lớn quá. Mì phở của Việt Nam, nước tương, cà phê, bánh. Cô ơi lấy cho con 5 ổ bánh mì không? Chút cái ra giờ. Ok, dạ con chỉ order thôi. Đây, xôi nè mọi vị. Đây 8 đồng một cái gì? Xôi. Bánh bột lọc. Đây, bánh phở. Ở đây có cái máy nước canh gần nữa nè mọi người. Thôi để quảng cáo nó máy nước nữa nè. Wow. Mình đã xài cây thám rồi máy này. Máy này to nhỉ. Máy này để dành cho xài cho tiệm luôn. Đầu tư ghê không? Sử dụng nước canh gần để nấu ăn nó uống. Đây có ly nước nè, cưng ha. Ồ, có xí muối nữa đây. Vô mánh luôn, lấy xí muối nha. Đây là khô mực. Khô mực mà, khô mực xé. Này nó mua cho Henry ăn. Cái này Henry thích lắm nè. Ok, mứt hạt sen. Này me. Bía. Bánh đậu xanh, bánh đậu xanh đó. Bánh này là hôm bữa mình mua một hộp ở trên xe ăn vẫn còn nhiều xí muội lắm luôn nè. Ồ có me nữa, không hỏi luôn mọi người, mới ra lò luôn, giờ phỏng tay luôn đó. Xong, trời ơi không ghé thì thôi, mà ghé lại tốn tiền 72 đồng mọi người, 1 triệu mấy. Trời ơi, ăn hàng cái mỏ ăn hàng ha. Mẹ mình hay nói là mình là cái mỏ ăn hàng nè, hồi sáng giờ chưa ăn gì hết trơn á, cho nên sáng ăn được có miếng bánh này nè mọi người, giờ đói rồi cho nên mua bánh mì lên xe ăn chút xíu. Trời ơi mọi người, bánh mì nó nóng mà nó thơm, trời ơi trời đang lạnh mà mở mì nóng mắm gì đâu luôn á. Mình mua 5 ổ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tặng 1, 6 ổ. Ê, rồi xong mình có mua thêm mấy cái món mà mấy hôm nay mình đang thèm á mọi người. Đang thèm á, đúng là bầu bì, mày đặt thèm chi không biết cho tốn tiền. Xí muội nè, mấy bữa sáng ngủ dậy hay bị nhận á, mình mua xí muội mình ngậm, đó.
hộp xí muội này á mắc chết luôn, 11 đồng mọi người nè, 11 đồng á các bạn. Cái này xí muội ô mai thơm. Rồi á có mua thêm một hộp hộp mực mực xé cho Henry ăn, tại hôm bữa thấy Henry thích ăn á, bỏ anh xe nè để chở anh đi học á cho anh ăn. Rồi một hộp mực ha, đây bỏ đây đại đi. Rồi bánh in nè mọi người. Đó, hôm bữa đang thèm bánh in này tự nhiên ngồi cái thèm cái bánh in này, mua cái hộp nhỏ nhỏ về ăn vừa rồi, bánh in vừa đủ cho mình luôn á. Rồi cái bánh pasta, bánh patiso, mua một cái bánh patiso nữa nè mọi người, một cái bánh patiso này á ăn ăn sáng cho nó đỡ đói. Nhưng mà đúng là thấy gì thèm đó luôn á. Thôi bánh patiso lát về cho Henry ăn, hoặc là sáng mơi mình ăn sáng, mình hâm lại mình nướng là ăn cũng ngon lắm. Bánh này các bạn nướng là ăn nó vẫn ngon nha. Đó, rồi bây giờ thì đang rất là muốn ăn bánh mì chép với cái pate này nè mọi người. Đây nè, đang muốn ăn bánh mì chép với cái pate này nè. Quết pate vô, bánh mì đang nóng mà quết pate vô ăn trầu nó ngon. Đơn giản vậy thôi mà ngon. Thêm một miếng bơ nữa là ngon lắm luôn. Cái bơ trứng gà đó, bơ vàng vàng đó. Còn cái này là xôi, xôi mặn. Xôi mặn này thôi, cái này để lát về đi. Lát về ăn. Đang muốn ăn xôi mặn rồi, đang muốn ăn bánh mì. Đủ hết trơn á. Thôi, để dành xôi mặn mời ăn sáng. Mời ăn sáng, còn patiso để sáng mời cho Henry ăn ha. Đó. Là hết 70 đồng đó mọi người. Nó xin hai cái muỗng nữa nè. Nó xin cái muỗng để dip bơ ăn. Đây. Bánh bỏ patiso vô. Bỏ này vô vậy mà hết 70 đồng đó các bạn. À. Ăn một cái liền coi. Trời nó nóng. Thơm. À quý vị ha. À, cái nè. Mọi người biết không? Mới đầu á có nhiều người họ nói là bánh này nè nó đặc ruột quá ăn không ngon, nhưng mà thực sự giờ nó làm đặc ruột lắm mọi người nè. Bánh chấm riêu ở Việt Nam mình đó, giống như bánh mì Việt Nam mình đó, nó cũng vừa thôi, cũng không đặc ruột lắm đâu. Đó. Pate của Lee Sandwich ngon, ăn nó béo ngon. Cái này họ tự làm họ bán nè. Rồi của Ly không biết nè. Rồi bây giờ sẽ xé ra như thế này nè. Cắt ổ bánh mì ra ăn tại xe, tại vì bây giờ còn đi trả đồ nữa, đi trả cái bịch đồ của anh Xuân á. Bữa mình order cái mấy cái quần mặc dưới gấm cho ảnh á, nhưng mà mua cái quần đó nó bị cái gì ta, nó bị bự quá. Nó bự quá mà nó sột sạt quá, nên đi trả lại. Nè, chét rồi. Chét pate vô. Ha ha. Ăn vậy thôi mà ngon mọi người. Hôm bữa mọi người trên tiệm MBT á hay mua gì nè. Hay mua gì ăn để cho thợ ăn. Nó cũng không nhiêu tiền. Cái hộp pate này chắc mười mấy đồng gì đó. Rồi thêm cái hộp pate mười mấy đồng vậy nè. Rồi bánh mì 5 ổ. Đó là ăn cả tiệm luôn á, ăn cả tiệm luôn các bạn, chứ không phải ăn một người luôn á. Ok. Giờ cắn một cái nè. Trời nó giòn. Ngon. Không có gì ngon bằng mới là lọ, ngon giòn giòn cũng bụm không. Rồi xíu chanh nước tương xịt vô nữa. Ăn giải chiến mà ngon. Béo, bánh xe cũng béo rồi. Cái mì thì nó giòn. Các bạn thấy giống bánh mì Việt Nam chưa? Chứ nhiều người họ nói mới qua
bánh mì đặc biệt quá, ăn không ngon. Mà mua mới rồi, y bánh mì Việt Nam cũng khác gì đó. Ổ nó dài rồi, trên chắc khúc à, bỏ vào miếng đá không á. Mỗi lần ăn á, mở lò nướng lên, nướng lại. Ăn nó không ngon như bây giờ, nhưng mà cái hương vị bánh mì vẫn mềm, vẫn giòn, rất ngon. Còn cái này á, nó giòn mà nó mềm. Còn các bạn hâm lại, nó giòn nhưng mà nó hơi cứng, đói bụng. Sáng giờ uống không ngon, có đi nước rồi. Nó bụng lắm. Xuất sắc. Em đang ở trong shop Cost Tip mọi người. Tại vì trả hai cái quần của ba Henry xong á thì nó có được một phiếu á, một cái phiếu giảm giảm 5 đồng ha. Một phiếu tặng nè, 5 đồng. Khi mà mình trả hàng ở trong đây á thì mình có thể đi lựa đồ, mình mua rồi xong rồi mình áp dụng cái phiếu 5 đồng đó vô. Đi tìm mấy cái quần legging để mặc vài bữa nữa. Cái bụng nó hơi bự bự lắm. Nhà mặc mấy cái quần jean không có vừa nữa. Bây giờ lựa mấy cái quần legging nè. Cho nó ấm ấm mặc. Cái này 17 đồng. Cái quần này 17 đồng mọi người. Hello mọi người, sáng mình đi làm thì mình bước ra là mình thấy quá trời tuyết luôn mọi người. Hôm nay là một trận tuyết đầu năm của 2023 ở Virginia nha mọi người. Hồi bữa Noel thì không thấy tuyết nha. Quay cho các bạn xem nha. Tuyết năm nay của Virginia nha.